Rồi sau chuyến đi 2 ngày ròng rã thì tụi mình đã về đến nhà đây rồi. Về đến nhà là 3 giờ chiều rồi mọi người. Mở quà Christmas là mình sẽ mở quà vào buổi sáng ngày 25 á mọi người. Nhưng mà là vì mình đi du lịch cho nên là mình về muộn á, nên bây giờ thì mình sẽ làm cái video mở quà để coi là chồng mình tặng mình những gì và mình tặng cho chồng mình những gì nha. Mọi người đã ready chưa? Mình biết là rất là nhiều người háo hức á mọi người. Đã. Phía sau mình đây là toàn bộ quà này mọi người ơi. Quá trời quà luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho chồng mình mở trước đi ha. You ready babe? I'm ready. Okay, I want you to open the gift first. Okay. Yeah. So, yeah, I will show you which one is yours. This is the first one. Okay. Ê, quà này là của ông Hút này. Lấy cái quà ra. Rồi cái nào nữa. Này. This one too. Okay. This one. Okay. This. You ready? Yep. Remote works, huh? Uh-oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, what is this? Oh yeah. Smoke, huh? Mm. Wow. Đây là một cái set đo nhiệt độ để mình nướng các cái đồ nướng ở ngoài á mọi người. Nhớ hôm bữa mình tặng sinh nhật ổng cái lò nướng không? Nên bữa nay là mình tặng thêm cái set này luôn. Đấy, ổng thích lắm luôn đó. That's nice. Did you get the fan? Do I got a fan in here? No. Huh? No fan. You can't use it without a fan. Oh, damn. Oh, really? Trời ơi, trong cái set này không có cái quạt, mọi người phải có cái quạt mới với cái đó mới xài được. Vậy thì để mua cái... You know what it does, babe? I will order the fan for you later. Don't, you know what it does, though? Yeah, it's grill. What about it? It's smoke grill. Yeah, but what does it do? I don't know. Well, you don't know. No. So this, you put it in there, and what it does is it will keep your grill to the temperature that you want it, if it has a fan. Oh. Without the fan, it doesn't work. Trời ơi. Là phải có cái quạt nữa. Một cái bộ set của nó, quạt mua riêng được mọi người. Mình đâu biết đâu, mình nghĩ là anh thích cái này thôi, chứ đâu biết là anh còn cần phải có cái kia rồi mới cái này mới sử dụng được đâu. But you like it? Hell yeah. Super nice, babe. It'll be amazing. I'll be able to make brisket. Oh yeah, come on, brisket, baby. Brisket, I'll be able to set it and forget it. Uh-huh. You know? Uh-huh. It'll cook for 13 hours and I won't have to touch it. I'll have to touch it a little bit. That's a cool gift. What is this one? I don't know. Oh, open yeah. It. Giờ hỏi mình cái này cái gì em nữa nhưng mà chưa mở. Mở ra mới biết được chứ. Oh yeah, you got me a scale, huh? Yeah. Yeah, I don't need that. This is a smart one. Oh yeah. You know what? If what's you smart about it? You stand on it. Yeah. It will tell you the weight and also you connect with the app okay. on your phone and they can tell your heart and your health. Oh yeah. Yeah. Thì cái cân này rất là thông minh luôn mọi người, gọi là cái cân thông minh á, để mình cân, để mình biết được là cái trọng lượng mình bao nhiêu, xong rồi mọi người có thể download cái app trên phone nữa, rồi mình sẽ coi được là cái nhịp tim của mình này, rồi sức khỏe của mình luôn. That's nice though, yeah. Yeah, it's nice. Okay. Smart mà, cái cân thông minh mà. Smart one, huh? Yeah. All right, that's cool. Đó, nhìn cái cân này rồi mà cân lên rồi để biết là chỉ tiêu cân nhiêu để mà biết mà giảm ký á mọi người. I'm gonna be able to see just how fat I am every day. Yeah. Okay, what's next? This. Này, quà này. This is heavy one. Heavy? Ooh, rớt luôn. Cái này nặng lắm luôn á.
cast on. Oh yeah, you got me a cast iron. Oh wow. Cool hả? Cái này cái nồi để mình làm nướng mấy cái đồ để trong cái lò nướng á mọi người. Nồi này là nồi chuyên dụng luôn, nó rất là nặng và phải đặt mua. I'll be able to bake bread and make pot roasts and all kind of things with this. Ở ngoài store bình thường mình kiếm không có ra cái nồi này, mình phải đặt mua trên web á mọi người. Mất 3 tuần nó mới về đến đây á. I've been wanting one of these too. Thank you, babe. You're welcome. That's awesome. Sexy, huh? Yep, sexy. Sexy. Sexy like you and me. Oh, yeah. And then that's the last one. This is my last gift. Yeah. What is this? You didn't do that. You know what I think about Gucci. How? What'd you buy? Thường á chồng mình ảnh không thích mấy cái đồ giống như đồ hiệu đâu. Ảnh nói với mình á mấy cái đồ này á là tào lao à. Phí tiền. The ribbons are luxury even, huh? Yeah, look at it. Nhưng mà mình muốn là mua cho ảnh để ảnh dùng á, tại cái bóp của ảnh, bóp đựng thẻ nó cũ rồi. Look at this. Everything. Is it jewelry? Look at this. What is this? Oh yeah. It's expensive, whatever it is. What is it? Oh yeah. You shouldn't have, babe. It's cool, but I know you hate snakes. I know that. No. Well, you want me to carry a snake in my wallet, huh? Yeah. Okay, well. Let's see inside. What do you mean? There's just... looks like... nothing inside except no. For... No. Continue it. Continue. See it. What, did you put money in there for me? Bunch of money. These are like just padding. I know. Oh yeah. What's that? $2 bill, huh? Yeah, $2 bill. That's so lucky. Yeah, so for Vietnamese people believe when you give a gift like a wallet or card holder like this, you gotta give it with money. Yeah, put like money, like lucky. Oh yeah. So, hope you can make more money. I hope so too. I hope it lasts longer than the last one. You know. Of course. Không biết sao nữa, có thích hay không? Có cái sự sự ông không thích. Thì ra ông cũng thích đấy chứ. Tại sự ông sót tiền đó mọi người. Tại vì trong mấy cái món quà, món này là mắc tiền nhất đó, nhỏ mà có vỏ. We could have bought something. Thấy không? We could have bought a king crab dinner with that. Thấy chưa? Thấy lẩm bẩm chưa? You're nuts. You're nuts. It's cool though. It is cool. But you hate snakes. How could you do that? Huh? Why not? Okay, well. So now it's my turn, huh? Yeah, now it's your turn. Đó, là quà của ông Hút xong rồi đó. You like all the gift I give it to you? No, I like everything. I like everything, huh? Sure. Everything's good. I think the Gucci's a waste, but, you know, it's cool. Time for you to change the card holder, babe. Oh, yeah? Yeah. What's this one? Which one? This one? Yeah. Oh yeah, I have another gift for you too. Còn thêm một con món quà này nữa mọi người ơi. Trời ơi, ổng lanh dễ sợ. You lanh lắm luôn nha. I know that's not mine. I didn't wrap that. That's from Ryan's wrap job. Còn một món quà cuối cùng nữa. Oh yeah. This is for baking bread. Yeah. It goes with that. Yeah. Wow. Cái này là để dụng cụ để mình làm bánh đó mọi người. Trời ơi, ông mê mấy cái đồ này lắm luôn á. Ông thích mấy cái đồ nấu nướng này kia kìa. Nên là mình cũng tìm đặt mua luôn. Nó đi theo cái bộ luôn.
có cái tô, tô rất là cute. Nói tóm lại là nguyên một cái set để em mình làm bánh. Mình thấy người trên trên mạng người ta bán á, thì mình cũng đặt theo rồi mua về, chứ nhiều khi mình không biết mấy cái này bằng ảnh đâu mọi người. It's a proofing basket. It's already broken. Is it? Yeah. Bể rồi hả? Broken in a couple places. It's no bueno. Wow, we can return it. Chắc là trong quá trình vận chuyển á, nó bị bể á mọi người. Mình có thể trả lại được tại vì mình vẫn còn receipt á. Còn hóa đơn á. Mở ra cho em bó tay không biết cái gì luôn anh. Oh, em... it's a scoring knife. Nó ổng biết hết chứ mình đâu biết đâu. All right. Okay, you all like right. it? Oh yeah, I want to make sourdough. Okay, that's my turn now, huh? Okay. Trời ơi, quà của mình này. Quà của mình là lúc nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh này này mọi người ơi. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi, mở món quà này trước. Coi cái gì đây. Tripod? Sure. Another tripod? Sure. That one's cooler though. Really? Sure. Tặng mình một cái chân máy quay mọi người ơi. Anh nói là cái này good hơn cái mình đang sử dụng. Wow. Let's see how it works. Like this, huh? Sure. It's gonna be similar to the one that you have, but it's different. The one I have long time ago? Sure. So this one kind of like similar. Similar but more expensive. It doesn't matter, okay. That's one gift. Second now one. The little bag. Little? Yep, there you go. What is it? Whoa! It's a lot. You mua bảy sắc cầu vồng hay gì ba ơi? Trời ơi, nè mọi người ơi, mọi người biết cái này cái gì không? Cái này là cái vòng á, cái khuyên á, mình xỏ, gọi là khuyên rốn á mọi người. Mà ổng mua nè, màu gì, màu nõn chuối nè, rồi màu xanh nước biển nè, màu trắng nè. Trời ơi, màu hồng nè. Oh my god, rồi màu gì đây nữa? Cái này màu bạc, ok, màu bạc thì ok. Cái này có bông hoa nữa, bông hoa bự chả bá nữa. Thôi ơi, tính một ngày đeo một cái hay gì. Ok, thank you. Có lẽ đây là một set đó mọi người. Thank you. So cool. Belly rings, huh? Belly ring. Rồi, all right, next now one. That one. This one? Yep. Cái vali vậy. Cái này là cái hộp để đựng cái gì đấy. For what, babe? It's a case. Case, but for camera? Camera. For my camera? Sure. Or cái này là cái hộp đựng camera của mình. Cameras. You can put cameras in that thing. Oh, rồi xác đi vậy đó hả? Sure. Những cái gì mà mình cũng không có tưởng tượng ra được là ông sẽ mua cho mình những cái như thế này luôn á mọi người. Rồi, next one. The other little gold one back there. This? No. This? Yep. Quá nhiều thứ luôn. Wow. This is what I want. Máy rửa mặt. Foreo Luna 3. À, cái này mà rửa mặt là bái cái vào chết luôn mọi người ơi. Full size nha. Ngon ngon. Cái này là rửa mặt xong rồi xài bằng app các kiểu á mọi người. Màu hồng. Rất là thích cái này luôn. Cũng biết đường mua ấy chứ. I like it. Next one. The green one.
Green one. Chà, quả mừng quà của mình nó nhỏ nhỏ mà có vỏ ghê ha mọi người. Đó thì ngày Giáng sinh á là mỗi người trong nhà đều có những cái món quà như vậy á. What the? What? What? I already have a camera. Trời ơi. Mình không ngờ là họ mua cho mình thêm một cái camera nữa. Cái này Sony mọi người ơi. Sony ZV-1 ZV-1. Wow. Mặc dù là mình đã có 2-3 cái camera rồi mà ông lại mua tiếp cái này. Wow. I mean, nè. Yeah, you're gonna have to be careful with that thing. Wow, I like it. Wow. So good. So good, babe. Wow. I love it, I love it, I love it. Trời ơi, camera. Yeah, đồ công nghệ là mình rất là thích luôn rồi. Next. Bag. Bag. What is it? Trời ơi, sao mà khó vậy anh? So difficult. Open for me. Difficult. You just... Oh. Yeah. What's it? Sao quà mà mình không biết không? Quà là cái gì đấy? Quà của mình mà mình không biết là cái gì luôn đó mọi người. This has to be something about camera. Yeah. Yeah, đúng rồi. Cái này là cũng liên quan đến camera luôn. Mà ông chia ra làm hai, có nghĩa là để cho nó quà nó sung tụ hơn á. Đây là cái pin mọi người. Đúng rồi, mình dùng camera này là mình phải mua pin thêm á. Good. And that the last one. Last one. Can't believe you buy me another camera. Tripod? Another camera? Lại công nghệ tiếp rồi mọi người ơi. Look at the front. What does it say? Vlog a kit. Là một cái set dành cho camera vlogger. Wow. Wow 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 wow. Woo. Lại là một cái này là cái tripod nữa mọi người, dành cho của camera kia. Trời ơi, ngon quá à. Sao ngon vậy? Mấy cái này là phải mua riêng ra mọi người, chứ nó không có bao gồm với camera. Quá ngon luôn. Wow. What is it? Đây là cái túi của nó để mình để cái tripod này vô. So I have a lot of tripod now. Well, I mean, obviously some you don't need anymore. Trời ơi. Ngon không? Ngon không? Toàn độ công nghệ không thôi mọi người. Oh my god, you bought me this. I was thinking about this, between this and the Osmo, mm-hmm. The Osmo, and you know, I can't believe you buy me both. This is the Pocket, not the Osmo. No, the Osmo. It's Pocket too, sure. Pocket store, yeah. Sure. It is called an Osmo, huh? Yeah, Osmo Pocket too. Okay. So good. Wow. Quá đã luôn mọi người ơi. Phê quá luôn á. Toàn những món quà giá trị không à. Give me a kiss, give me a kiss. I'm gonna kiss you. Well, kiss yeah. You. Rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của hai vợ chồng mình nha. Vậy là năm nay tụi mình có những cái món quà rất 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 là ý nghĩa luôn. Hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Và chúc mọi người có một Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và bạn bè nha. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Xin chào mọi người.